Qua một thời gian đau đau thì tôi uống thuốc nên cảm thấy là đỡ đỡ dần, đỡ không đau nữa, chứ không biết thời gian sau thì sợ như thế nào. Tôi uống đủ một liều trình là 5 trái, Mấy tháng đấy chị? ba 4 tháng nữa. Anh em cảm ơn chị nhiều nhé. Dạ. Chào tất cả mọi người. Thì trên tay tôi đang cầm đây là một loại thực phẩm chức năng cao xương mèo đen. Thành phần chính xương và mật mèo đen, 7 loài rễ cây thuộc loài dân tộc, được nấu sau 6 ngày 6 đêm và ngâm với rượu với mật ong, chôn sâu dưới lòng đất 100 ngày. Thì sản phẩm này được sản xuất tại lốp ô tô Sơn Cư Hà Tĩnh, có địa chỉ Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Và số điện thoại đó là 0911 2002 54. Phát hành cách nấu và công thức nấu ở trên kênh YouTube MR Sơn chữa bệnh thoát vị địa điểm. Và sản phẩm này thì đặc trị được rất là nhiều loại bệnh, trong đó có loại bệnh là thoát vị địa điểm, các bệnh mất ngủ thâm niên và viêm đa khớp, các bệnh như là đau mỏi đầu gối chân tay, và hỗ trợ điều trị các chứng như là thoái hóa đốt sống cổ, gút vật trì, thần kinh tọa, tê bì chân tay. Và có một điểm rất bất ngờ cho chúng ta, đó là sản phẩm này đã hỗ trợ điều trị được chứng bệnh viêm đại tràng. Thì như hiện tại bây giờ thì chúng ta đang ở trong thời kỳ hậu Covid, thì có nhiều người là sau khi quá trình là hậu Covid thì đã gây ra các chứng như mất ngủ. Đó, thì sản phẩm này là một loại thuốc thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị cái chứng mất ngủ sau hậu Covid đó. Thì mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0911 2002 54, gặp anh Sơn, tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Video tới đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.